Nãy giờ ta thấy nhà ngươi phá hủy nhiều chiếc xe công trình của ta lắm rồi đấy. Còn bây giờ thì hãy xem sức mạnh của ta đây. Cho ngươi chừa cái thật nghe chưa. Ôi thật là may mắn, mình đã ngăn chặn kịp thời kẻ xấu phá hủy những chiếc xe công trình của mình. Bây giờ mình sẽ mang chiếc xe này đem về và sửa chữa những chiếc xe công trình bị hư nhé. Ui, chiếc xe này bị hư hỏng nặng quá các bạn ơi. Chỉ còn cái thân xe phía trên thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp bánh xe vào nha. Mình xem đây là chiếc xe gì nha các bạn. Ok, mình lắp được bánh trước nè các bạn. Tiếp tục mình sẽ lắp bánh sau nha. Mình sẽ lắp thật là nhanh nha các bạn. Khi mình lắp xong chiếc xe này, sửa hoàn thành chiếc xe thì mình sẽ nhận được những phần thưởng mới ở đây đó các bạn. Ok, mình đã lắp bánh xe thành công rồi. À, ở đây có một cái cửa sổ nè các bạn. Wow, như vậy thì mình đã sửa thành công một chiếc xe máy xúc rồi các bạn ơi. Rồi, cho chiếc xe chạy đi làm việc nha. Ở đây thì mình thấy có hai chiếc xe nữa nè các bạn. Wow, một chiếc xe máy xúc nha. À, là một chiếc xe tải chở khủng long nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này chở khủng long về nhà nha. Tiếp theo nha các bạn, cho chiếc xe chạy đi làm việc thôi nào. Wow, bây giờ thì mình sẽ mở hộp đồ chơi mới này nha các bạn. Xem coi. Wow, nhiều xe lắm nè các bạn ơi. Mở ra. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiếc xe luôn các bạn. Đây mình xem chiếc xe này là chiếc xe gì nha. À, là một chiếc xe chở rác nè các bạn. Có màu cam nha các bạn. Khá là đẹp luôn. Trên chiếc xe thì trang bị 6 bánh xe luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Làm bằng cao su khá là mềm đó các bạn. Rồi, cho chiếc xe chạy đi đổ rác nha các bạn. Tiếp theo các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu nè các bạn. À, phía sau thì có một cái đồ để chở gác nữa nè. À, để cậu gác lên nha. À, bỏ lên nè các bạn, cậu gác bỏ lên ha. À, hay chưa. À, để mình lấy cổng gác này nè. Đây, mình sẽ cẩu vô nha các bạn. Móc vô nè, móc đây có một cái đầu móc nè các bạn. À, rồi bỏ lấy gác vô. Wow, đó các bạn thấy hay không? Rồi, cho chiếc xe đi chở gác nha các bạn. Tiếp theo nha các bạn, ở đây có một chiếc xe gì mà khá là to luôn nè các bạn ơi. Nhiều bánh lắm luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, các bạn có biết đây là chiếc xe gì không? Để mình nói luôn nha. Đây là chiếc xe bồn trộn bê tông đó các bạn. À, để làm công trình đó các bạn ơi. Rồi, mình sẽ cho chiếc xe này đi đến công trình để làm việc nha. Tiếp theo nào, còn 3 chiếc xe nữa các bạn. À, là một chiếc xe nâng nè các bạn. À, nâng lên để cắt cây nè. À, nâng hàng hóa lên nè. À, rất là hay luôn các bạn. Rồi, cho chiếc xe di chuyển nha. Tiếp theo nha, ở đây mình còn 2 chiếc nữa. À, một chiếc nè. Đây một chiếc nữa. À, có một cái thùng rác nữa các bạn. Wow, mình phải vứt rác được đúng nơi quy định nha các bạn. À, mình sẽ mở ra nè. À, đây là chiếc xe gì các bạn? Là một chiếc xe bồn chở xăng dầu đó các bạn. À, có cái đầu ben nè. Ben lên nè các bạn. À, để lấy xăng dầu ra đó các bạn. À, hạ xuống nè. Rồi, mình sẽ di chuyển chiếc xe này nha. Tiếp theo, đây là một chiếc xe xúc rác nha các bạn. Có hai màu nha, màu trắng và màu đỏ đó các bạn. Phía sau thì có một cái gầu để xúc rác nè. À, các bạn thấy không? Wow, hay lắm nha các bạn. Rồi, mình sẽ nâng lên. À, rồi, cho chiếc cái thùng rác này đi vô đây luôn nha các bạn. Rồi, mình sẽ chở đi nha. À, rồi, tiếp tục thôi nào. Ở đây có một chiếc xe bị hư nữa nè các bạn. Bây giờ mình sẽ sửa chiếc xe này luôn nha. Wow, là một chiếc xe tải đó các bạn. Mình xuất bánh hết trơn nè. Bây giờ mình sẽ gắn bánh vào nha. Kẻ xấu xấu xa quá các bạn. Phá hủy những chiếc xe công trình của mình hư hết luôn. Mình sẽ nhanh chóng sửa chữa nha các bạn. Để những chiếc xe đi làm việc nha các bạn ơi. Mình sẽ cho cái thanh này vào đúng vị trí nha. À, các bạn xem nè. Đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục gắn cái bánh xe này vào. Ok các bạn ơi, mình sửa thành công chiếc xe tải chở cát đá rồi đó các bạn. Wow, chiếc xe khá là to luôn các bạn ơi. Rồi, cho chiếc xe này đến công trình để làm việc nha. Còn bây giờ thì mình sẽ nhận được phần thưởng đó các bạn. À, đây là một chiếc xe cần cẩu nè các bạn. Wow, có số 8.000kg luôn nè các bạn. Wow, chiếc cần cẩu này khá là to đó các bạn. À, ok, cho chiếc xe này chạy đi làm việc thôi.
Rồi mình sẽ khui hộp đồ chơi này các bạn cùng xem nha. Không biết bên trong là món gì đây. Wow, các bạn xem kìa. Wow, xe quân sự các bạn ơi. À, có một chiếc trực thăng lên thẳng của quân sự luôn. Wow, tuyệt vời, để mình xem coi. Wow, đây là một chiếc xe tên lửa nha các bạn. Nè, có mang đầu đạn hạt nhân luôn các bạn ơi. Wow, có tên là G217 nha các bạn. Wow, ngầu quá luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này di chuyển nha các bạn. Đi tìm kẻ địch để bắn nha. Tiếp theo các bạn ơi, một chiếc xe này là chiếc xe mình rất là thích luôn. À, đây là chiếc xe tăng đấy các bạn. Có cái nòng súng nè, nâng lên hạ xuống nè các bạn, linh hoạt chưa, quay nè. Linh hoạt quá luôn các bạn. Tìm kẻ địch nha các bạn. Bắn nào. Wow, các bạn thấy không, rất là xịn luôn nè. Tiếp theo để mình xem coi chiếc xe này chiếc xe gì nha các bạn. Wow, cũng là một chiếc xe chở tên lửa luôn các bạn ơi. Mà đặc biệt trên chiếc xe này thì mang coi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, mang 6 đầu đạn luôn nha các bạn. Nhìn ghê chưa. Có màu xanh nha các bạn, màu xanh rêu các bạn, ngụy trang trong rừng đó các bạn, kẻ địch sẽ không phát hiện ra được các bạn. Rất là hay luôn các bạn ơi. Rồi mình sẽ cho chiếc xe này di chuyển nha. Còn nữa nha các bạn, một chiếc máy bay trực thăng lên thẳng nè các bạn ơi. Để mình xem coi. Ở đây cái cánh quay nè các bạn, mình mở ra nè, quay nè. Đây là cái nồi để chở lính bị thương nè các bạn. Móc vào đây nha các bạn. Bay lên. Wow, rất là thích luôn nha các bạn. Máy bay tuần tra cũng được nha các bạn. Và cứu hộ luôn nha. Wow, tuyệt vời chưa. Ok, bây giờ mình sẽ cho chiếc máy bay này bay nha. Đáp xuống đây nha các bạn ơi. Tuyệt vời. Tiếp tục đi sửa những chiếc xe bị hư thôi nào. Ở đây có một cái thân xe khá là to luôn nè các bạn, không biết là xe gì luôn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp cái bánh xe vào trước nha, để mình định hình ra chiếc xe nha các bạn. Ok, lắp vào, lắp chặt vào các bạn. Đó, mình lắp được bánh trước rồi, bây giờ mình sẽ lắp bánh sau luôn. Đó, mình sửa thật là nhanh luôn các bạn, tay nghề của mình ngày càng giỏi nha các bạn. Wow, mình lắp được bánh xe nè các bạn. Ở đây có một cái bồn nè, bây giờ mình sẽ lắp vào luôn. Gắn rồi. Ồ, không đúng rồi các bạn, mình gắn chiều này nha. Lắc 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 nha các bạn, rồi đúng vị trí nha. Ok rồi các bạn. Mình sửa thành công một chiếc xe bồn trộn bê tông rồi nè các bạn ơi. Chiếc xe này khá là to luôn các bạn, nhưng mình sửa rất là lẹ luôn. Các bạn thấy tay nghề của mình giỏi chưa. Wow, cho mình một tràng vỗ tay nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho chiếc xe này chạy đi đến công trình để làm việc nha các bạn. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông màu xanh lá cây rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ở trên đây thì có 3 nút nè, một nút màu xanh lá cây, một nút màu vàng và một nút màu cam nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm lần lượt từng nút này xem. Một tiếng nói của một bạn nào đó các bạn. Nút màu vàng là tiếng đề xe, tiếng kèn. Nút màu cam thì tiếng nhạc rất là vui luôn các bạn ơi. Rồi cho chiếc xe di chuyển đến công trình để làm việc nha. Thôi, ở đây có một chiếc xe tải chở một món quà nè các bạn. Mình sẽ di chuyển xuống tới nha. Wow, đến vị trí thì mình cần rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ mở chiếc xe này ra nha. Không biết bên trong là món quà gì đây. Wow, các bạn ơi, là một chiếc xe. Trên đây có một cái cây súng đó các bạn. Wow, nhìn khá là ngầu luôn các bạn. Tuyệt vời chưa. Cái súng khá là to luôn các bạn nha, xây cũng rất là linh hoạt luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ mở lên nha. Mình tìm cái vị trí. Đây có nút on off nè các bạn, mở lên. Wow, các bạn xem kìa, chiếc xe tự di chuyển luôn các bạn. Ở đây thì có đèn nè các bạn, chớp chớp nè. Wow, các bạn xem. Cái nòng súng quay vòng vòng luôn các bạn. Kìa, đó đã bắn súng rồi các bạn ơi. Ở đây mình có một cái viên đạn nè, bây giờ mình sẽ bỏ vào đây nha. Bỏ vào các bạn.
Ủa bị gì các bạn? À, ủa bị gì các bạn? Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe di chuyển sắp tới nha các bạn, chiến đấu với những chiếc xe chở tên lửa này nha. À, bắn nào. Ok các bạn ơi, thôi bây giờ mình sẽ gom những chiếc xe lại một chỗ nha các bạn, để các bạn xem lại một lần nữa nha. Wow, đây là toàn bộ những chiếc xe mà mình đã khám phá hôm nay nè các bạn. À, rất là nhiều luôn. À, xe bồn trộn bê tông nè, xe chở rác nè. À, đây là xe cẩu chở rác luôn các bạn. À, xe chở xăng dầu, à, xe nâng. Wow, xe cẩu múc cát. Quá là nhiều luôn các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ đem những chiếc xe này đem về nha các bạn. Và hẹn các bạn video tiếp theo của kênh mình nha. Xin chào các bạn, bye bye.